Trời ơi, bà xã ơi, anh chắc chết đến nơi rồi nè. Còn xa không em? Ông xã ơi, ráng đi một lát nữa, mình sắp tới rồi kìa, đằng kia kìa. Sao em không gọi người nhà ra trước? Chưa đi bỏ cái kim này, nhìn anh giống đẹp trong tuồng cải lương lắm rồi đó nha. Anh nè, nhìn anh thấy thương quá à. Anh có biết không, đã mấy chục năm rồi em mới trở về đây. Em muốn cùng anh đi vào quanh con đường đầy kỷ niệm, để thỏa lòng thương nhớ quê. Nay quay về nơi gắn bó chung nhau, ôi ai biết Cà Mau luôn ngọt ngào tiếng thâu. Tôi nay thơ áo răng sân trường, vẫn nguyên lắm con đường. Dù mưa nắng không màng, đôi chân trần cũng thăng. Quê vợ phố tầng đẹp tuyệt vời, xa xưa xa quê em ngày nhớ đêm mong được về thăm nơi chung cô. Nhưng có ngờ đâu thời gian trôi lặng lẽ đằng đằng, bao năm tim mắt ủ mộng nhận quê nhà cử gợi nhớ mong nung, nơi nắng dấu cỏ ta đã đặng em nhung rồi. Mấy chục năm người đuôi dòng ước mơ, được trở về quê con hò xứ sở. Hay quá à, mẹ mẹ bây giờ quên từ bến nước con thuyền. Chắc tại chồng tưởng em nên vẽ vời câu chuyện mới có lần nào anh về đến nơi đây. Thương nhau rồi nên thương cả lối qua, thì huống hồ chi Cà Mau là quê giờ. Nè, giữa nỗi buổi kêu tiếng đồn anh có xa không, về anh đây là con dễ ở cả
quá vậy ta? Chứ sao? Vậy hen kìa, anh có thấy gì không? Anh có thấy gì đâu nè? Kia là con sông, con cá nhiều nuôi lớn quê mình. Em thương theo ba khi vừa mới được thì quẩn câu. Xong ca với chị nha. Không có lên Vít Tóc thì ở đâu chút xíu.